Bữa nay mình cả nhà ăn bữa cơm quê nha, canh mùng tơi mướp nấu với tôm. Còn này là cá dứa chiên giấm đường nha cả nhà. Còn đây là mắm lóc chân thịt. Mời cả nhà bữa cơm quê nha. Hấp dẫn chưa, bữa nay ồn ào quá. Rồi cả nhà, chào cả nhà nha. Bữa nay cả nhà có khỏe không cả nhà ơi? Đó là khô với lại mắm chân mình đã làm xong rồi đó cả nhà. Thì bây giờ có hai trái mướp nữa nè. Bữa đi ra chợ thấy nó bán nó sale 99 cent một phao là mua hai trái nè. Tại nhà mùng tơi của mình hay tốt quá trời đó cả nhà, nên là bữa nay sẽ hái vô nấu canh mùng tơi với mướp với lại tôm nha cả nhà. Rồi ăn cơm với lại mắm chân, mắm lóc, mắm thịt chân mắm lóc đó cả nhà. Với lại khô rim giấm đường. Đó, thôi giờ mình đi hái mùng tơi cả nhà, rồi vô mình nấu nồi canh rồi. Mà cả nhà ăn bữa cơm trưa cơm quê nha. Đó, còn đây là món khô dứa và khô cá lưỡi trâu. Mình nướng sơ qua rồi cái xong mình sốt giấm đường cả nhà, tại vì khô nó mặn quá. Ngâm nước rửa mà vẫn mặn nên là mình phải làm giấm đường để cho hạ xuống. Còn đây là mắm lóc chân thịt cả nhà. Đó. Thì mấy cái mắm mình chân hoài nên mình cũng không có chia sẻ. Còn khô thì mình có chia sẻ chút xíu, một lát nữa khúc nấu mình sẽ chia sẻ cả nhà khúc mình làm khô út giấm đường. Rồi đi ra hái rau nha. Nhớ hôm bữa mình có một củ phai lang, cái mình ngâm vô trong cái ly nước cái nó ra đọt, cái là mình bẻ ra, mình cắt mình ghim xuống đây. Hôm nay lên một đám rau lang luôn cả nhà. Đó, vài bữa là có rau lang xào tỏi hay rau lang nấu canh chua vậy đó nè. Mùng tơi mình trồng cái lá nó bự dữ lắm cả nhà, thấy không? Giờ bắt đầu nó leo nè. Đó, mỗi nào bởi vậy mỗi năm cả nhà là mình có một mớ hộp mùng tơi vậy đó. Tại vì hả, nó dưới nó ở dưới mà nó xong hết rồi là bắt đầu nó leo để nó, cho nó leo để mình có lá mình ăn. Đó, cũng lá quá chừng lá luôn cả nhà, thấy không? Đó, thôi giờ để mình tắt máy một cái mình hái cả nhà. Được rổ lá nào đó lấy, mùng tơi của mình lá bự dữ lắm đó nha, đó không đó, như đây là nấu ăn mệt nghỉ rồi, thêm hai trái mướp nữa đó. Đó nha, mình nướng sơ xong rồi nè, nó cũng vừa thơm thơm vừa chín chín. Khô hạt bàng, khô cá dứa với lại ít khô cá lưỡi trâu cả nhà. Nhưng mà điều cái khô này nó mặn quá nên là mình sẽ rim, mình nướng sơ rồi cái mình rim với lại giấm đường cả nhà, cho nó hai cái nó bớt mặn một chút. Đó, giờ mình đã chiên xong rồi, giờ mình đi làm mình rim cho cả nhà coi nha. Đây là nước giấm đường tỏi ớt cả nhà, mình bỏ vô mình xào mình nấu cho nó sôi lên rồi bắt đầu là mình bỏ khô vô. Bỏ khô vô, đáng lẽ là mình nói tiếng cả nhà, nhưng mà tại vì mình mở cái hút lên đó, cái hút cái hơi hôi đó nên là ồn quá nên là mình tắt tiếng đó, chỉ vậy thôi cả nhà, là xong. Mình chỉ cần ấy cho nó rim, cho nó vừa, nó cạn xuống là xong rồi đó. À, vậy thôi đó. Rồi rau mướp mình cũng đã rửa sạch rồi, sơ chế xong rồi cả nhà. Đây là tôm mình nấu chung với canh mùng tơi với mướp, rồi bắt rồi nước vô và mình nấu luôn cả nhà nha. Giờ mình sẽ cho tôm vô. Rồi, canh nước cũng sôi, giờ cho rau vô cho mình. Rồi, sôi bung lên cái nêm lại là xong đó cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm bữa cơm trưa cả nhà. Mắm lóc chân khô rim
chua ngọt, tại vì cô này nó mặn quá. Mà với lại canh mướp nấu với tôm, cả nhà thừa cùng thưởng thức nha bữa cơm trưa. Không, canh mướp mà canh mùng tơi mà có mướp vô nó ngon, nó ngọt gì thì thôi, ngon quá trời luôn nè. Mời cả nhà nha. Lúc em đã ăn nè. Cô cá lưỡi trâu rồi nè. Chỉ có rim mình nướng sơ sơ rồi cái mình nướng xong rồi mình mới làm giấm đường mình rim nó cả nhà, tại vì nó mặn quá trời, mặn luôn, rửa rồi nó cũng vẫn mặn đó. Rim vậy giấm đường á, tỏi ớt vừa ngọt ngọt mặn mặn cay cay vậy ăn mới được, chúng tôi nó mặn dữ lắm. Riêng về ăn cơm nguội hết sảy luôn. Cá dứa nữa. Cái này là cá dứa con nè. Nó ấy. Còn cá dứa mà loại mà một nắng á thì nó ngon hơn. Cơm quê chánh cống rồi ha, quê nơi xứ Mỹ, cơm quê nơi xứ Mỹ, mình cũng Mỹ rồi, quê mình cũng Mỹ rồi, Mỹ Tho á. Thử mắm chân, mắm lóc chân này coi. Mấy món này dễ ăn, món nào cũng ngon hết trơn. Bữa nay cưa cây ở ngoài, cưa cái cây thông của nhà mình đó, chắc là cả mấy chục năm, cây này đã chắc mấy chục năm tuổi luôn mà chắc nó già quá sao, nó cái nhánh lớn thiệt là lớn luôn, nó bị rớt xuống đó nha, nên là ông xã mình kêu ta lại cưa luôn nguyên cái cây. Mà cả nhà biết không, cưa cái cây không tốn 2.000 đô á, cưa cái cây tốn 2.000 đô đó, nó rạp mình 2.000, cây bự quá trời bự luôn. Nó cưa xong hả, nó cắt khúc mà gỗ cây thông đó, chở một xe luôn á, còn để lá rồi này kia mấy nhánh thì nó bỏ để cho xe hốt, mà to hả, tốn 2.000 đó. Nó cưa ào ào hả, dĩa khô này ăn cộng tháng. Mà mỗi lần mình làm cơm mình làm vậy cái này nó hôi lắm. Khô cá lù lù nhỏ, khương gái mình cho mặn chát, mặn quá trời mặn.
Cá lưỡi trâu sầu đâu méo miệng, miệng cá lưỡi trâu méo méo luôn cả nhà, nên ta mới có câu thơ gì cá lưỡi trâu sầu đâu méo miệng. Chân thịt ngon quá, thơm. Rồi, bữa cơm cũng xong rồi cả nhà. Ở cơm quê nè. À, khô rim mặn ngọt cà mắm chân canh mùng tơi với mướp à. Thì bữa nay cũng chia sẻ bữa cơm trưa với nhà cả nhà đó, này mà chánh đóng là cơm quê đó nghe cả nhà à. Thì mình cũng ăn xong rồi, cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ mình nha cả nhà, cảm ơn nhiều lắm, và hẹn cả nhà video tới, bye bye.